Hello, chào mừng các bạn đến với Đời Sống Muôn Màu channel của bà Tám Kali. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và xem video của Tám. Ngày hôm nay Tám sẽ trình bày một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An. Bài hát mang tựa đề là Bài Không Tên Cuối Cùng. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nghe nhé. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một đời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tên ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, qua sáng nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi riêng đường tôi lỡ, cho thần tiên chăm cánh xót đau người tình si. Xuống con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu nàng cuối cùng. Có làm em không, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chăm cánh xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu. Hãy subscribe.
buồn đời yêu. Làng cuối cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tám Hát. Mến chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ bên cạnh người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye.